Thì có nghĩa là cái máy là anh sử dụng là anh biết rồi đúng không? Là bật tắt rồi biết hết chưa? Rồi, bật tắt rồi, ok. Thì trong đó nó có 5 bài, 5 bài đó là dạng như là nó có đầy đủ như là tiếng con cái, rồi con đực, rồi tiếng giao phối, rồi tiếng lúc nó cắn nhau đồ này nọ đó anh. Rồi. Thì anh Phong biết sao lại có 5 bài không? Là để dạng như để mình thay đổi theo cái thời gian. Ví dụ như trong cái đợt này là con dơi nó đang sinh sản nè, là mình mở bài số 1 là kiểu là dơi con nó kêu, anh hiểu không? Rồi qua cái đợt sau nếu mà anh mở bài dơi con nó không theo thì mình phải mở bài dơi dơi lớn, dơi cái rồi này nọ. Có nghĩa là mình phải thay đổi. Nên đâm ra bây giờ á, cái việc đầu tiên của anh á là anh đi kiếm một cái chỗ nào mà nó có dơi bay qua bay lại đó anh Phong. Rồi. Xong bắt đầu là anh kiếm một cái cây nó cao cả 1 mét 2 mét gì á, là nói chung là mình để ra để mình ngồi mình bật để mình thử nghiệm á. Ví dụ mình thử bài này bài kia rồi mình ngồi xa cái đầu mod của mình á, là nó có cái nút lớn nhỏ mình chỉnh được từ xa anh. Rồi. Có nghĩa là anh mở lên bài số 1 đi, anh thấy con dơi nó bay hơi xa xa thì trong cái đầu mod mình á, nó có cái nút âm lượng mình chỉnh nhỏ hoặc lớn để cho cái nó đúng cái tần số của cái âm lượng á, thì con dơi nó sẽ tiếp xúc hơn á anh Phong. Rồi. Ví dụ bài số 1 nó không theo mình đổi qua bài số 2, số 2 nó không theo đổi bài số 3, số 4, số 5, nói chung bài nào nó cũng theo nhưng có nghĩa là theo ít hay theo nhiều thôi. Như cái lúc đầu em nói á, là nó theo kiểu như là nó theo theo thời vụ á anh, dạng như sinh sản đồ này nọ, hồi nãy em nói là anh không hiểu không? Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Có thể là bây giờ theo số 1 nhưng mà một thời gian sau lại theo bài số 2, kiểu mình phải thay đổi như vậy. Khi mà anh biết được cái bài đó nó đang theo nhiều đúng không, là anh giữ được cái bài đó tần số ví dụ âm lượng cỡ đó rồi chỉnh lớn nhỏ cỡ đó thì mình cứ bật lên cỡ đó thôi. Thì trong cái đầu mod của mình á, nó có cái nút mà lặp đi lặp lại là cái chữ cờ của anh, là anh bấm vô chữ C là chữ cờ đó, bấm vô là nó sẽ kêu hết bài đó, nó sẽ kêu lại bài đó nữa, nó sẽ không qua bài khác, hiểu em nói không? Nó Tại chỉ có kêu một bài thôi. vì dạ đúng rồi, là nó kêu hết bài Còn đó nó kêu lại bài đó nữa. thì còn một cái chế độ mà nó kêu hết bài này nó chuyển qua bài khác có Nó, thì mình cũng bấm vô cái chữ đó luôn là nó sẽ bỏ lặp đi lặp lại, anh hiểu không? Cái nút chữ cờ là cái nút lặp đi lặp lại mà cũng là cái nút mà bật để cho nó bỏ lặp đi lặp lại luôn. Rồi, Có ok. nghĩa khi mình tắt máy, mình mở máy lại là nó sẽ đi hết bài này qua bài kia nhưng mà mình bấm vô chữ cờ thì nó sẽ lặp đi lặp lại. Rồi rồi, hiểu rồi. Thì thôi để em chỉ anh cái cách để cho sử dụng cái máy nha, là ví dụ như bây giờ khi mà anh lắp đặt mấy cái thùng lên chỗ cái vị trí mà anh để cho dê nó về nó ở á, thì cái máy này nó cũng dễ xài lắm anh. Nói chung là khi mà anh biết được cái tần số là âm lượng để mở để con dê nó lại gần cái máy á, thì mình chịu khó mình phải dậy sớm vài ngày nha anh, khoảng 3 4 5 ngày gì đó. Mình phải dậy sớm là lúc 4 giờ á, là mình để cái máy á, là gần những cái thùng nhưng mà cái máy lúc nào nó cũng phải quay ra ngoài chứ không được quay ập vô trong tường, là cái âm lượng nó sẽ bị khác anh. Nó bị hãm đi. Dạ xong rồi bắt đầu là anh mở là 4 giờ, anh chịu khó anh dậy 4 giờ anh mở, đúng là 4 hoặc là 5 giờ chứ đừng có mở sớm quá nha. Anh mở giờ đó đến 6 7 giờ sáng là xong, anh ra anh tắt máy lấy máy vô anh sạc, xong rồi ngày mai 4 giờ anh ra anh mở. Cứ làm như vậy cho em, làm như vậy tại vì anh Phong hiểu một điều vậy này, là con dơi nó nghe được cái tiếng đó hiểu không, xong rồi nó sẽ bay vòng 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 cái khu chòi của mình á, cái khu mà mình để thùng gỗ á, thì lúc đó là trời nó còn tối thì nó vẫn còn bay được anh biết không. Khi mà trời trời nó sáng lên mà nó cũng còn tức, kiểu như nó tức nó nghe tiếng nó tức nó không đi được á anh, thì sáng lên thì bắt buộc nó phải kiếm cái chỗ nào nó không thấy đường nữa, mà nó kiếm cái chỗ nào mà gần đó có cái chỗ mà nó rút lên á anh, ta tốt nó chui vô anh hiểu không. Xong rồi ngày rồi mai nó đi nó sẽ quay lại vị trí đó nữa rồi đó, cái kiểu nó là như vậy. Còn nếu mà anh muốn mà để cho nhanh mà tiến độ ok nữa thì nó hơi sát sanh tí xíu, nếu mà anh thích làm thì làm nó nhanh lắm, tại vì anh phải mua một cái lưới lưới bắt chim cũng được, hoặc là lưới giăng cá rô cá sặc anh. bắt mình đi ha mình đi qua một cái khu vực nào đất trống mình mở cái tiếng lên thì nó bay qua bài lại nó dính vô, anh hiểu không? bắt bắt về bắt bắt vô xong mình bỏ vô cái lồng giống như mấy thằng bẫy rắn ở trên mạng á, nói chung cái lồng rồi. để mình nhốt thôi. Rồi bắt đầu là mình mở thêm máy nữa, mình để những cái con dê nó gần ngay cái thùng của mình mở thêm máy nữa thì nó sẽ nhanh tiến độ hơn nữa, anh hiểu không? Xong rồi mình xài trong ngày nay là ngày mai mình phải thả, mình thả trong đêm luôn chứ nếu mình thả buổi sáng là nó chết, anh hiểu không? Mình thả luôn đêm đó rồi mai mình bắt cái khác mình đưa vô là nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu không á thì anh cứ để ra như em chỉ, 4 giờ á là trong vòng khoảng gần 1 tuần là bảo đảm nó về số lượng rất là nhiều.
rồi anh sẽ là anh hôm nay anh sẽ lắp ráp cùng. Còn em nói ví dụ như mà anh khi mà cái trò dơi, khi mà cái chỗ vị trí thùng gỗ anh á mà nó về nó đạt nhiều rồi nha. Rồi. Là buổi chiều á thường thường con dơi nó sẽ bay ra thì tầm cỡ chừng 6 giờ quên 5 giờ 45 đến 6 giờ là bắt đầu nó bay ra đó anh. Thì anh chịu khó anh vậy, anh ra anh mở máy cái lúc mà nó bay ra. Mở máy đi chi để khi mà nó ra nó nghe tiếng nó sẽ quay lại chỗ đó nó thải phân. Tại vì có những cái tâm lý nó đu trong cái thùng mình nó không có đi vệ sinh anh hiểu không? Nó cũng không muốn để cái chỗ của nó thì đâm ra nó bay ra ngoài, nó bay ra ngoài nó nghe tiếng nó bay ngược vô nó lại thải phân ở chỗ đó. Chứ để nhiều khi anh không mở cái máy lúc buổi chiều á thì nó ra ngoài nó thải phân thì mình uổng thôi. Đó có những người người ta mua cái máy của em người ta sử dụng xong rồi người ta lại tìm tòi đến cái đó, người ta lại thấy làm như vậy thì cái số lượng phân nó lại tăng thêm nữa. À rồi anh hiểu rồi. Hợp lý cái này cũng hợp lý đó. Thì nói chung ra thì hồi lúc trước em cũng đâu có nghĩ đến chuyện đó đâu, em chỉ nghĩ là để dụ con dê nó về thôi, nhưng mà người ta xài anh hiểu không, người ta thấy nếu mà mình chịu khó buổi chiều mình mở thêm là nó về là bắt đầu là nó tăng, nó sẽ quay vô trong cái khu vực cái mình nuôi nó là nó thải phân lên khu đó. Còn trong cái vấn đề mà 7 ngày á, khi mà dê nó có ở rồi đó anh Phong, rồi là bắt đầu là anh Phong kiếm một cái cây cũng khoảng 2-3 mét, ví dụ như cái khu mà trời ở đây đúng không, thì mình cách ra ví dụ như cái đất của anh á, bên kia là lãnh thổ bên kia đi đúng không, mình không qua được thì mình đặt cái máy ở đó, ví dụ như tầm 9-10 giờ đêm mình mở lên, xong bắt đầu tới sáng mình tắt, là để chi, để cái hướng ở bên kia nó nghe anh hiểu không, nó qua thì cứ anh cứ tưởng tượng là nó qua được 2-3 con thì nó sẽ tăng lên số lượng nó rất là nhanh nữa. Thì nó có 4 hướng, ví dụ hướng đông tây nam bắc đó, đằng sau bên này bên kia anh, mình cứ thay đổi như vậy, khi nào mà nó ổn rồi là mình không nên sử dụng máy nữa, tại vì anh mà sử dụng máy thì nó đâm ra là nó sẽ dây cứng, nó đấu đá nhau anh. Rồi đó thì anh Phong không cần sử dụng máy, rồi bắt đầu là anh Phong chỉ sử dụng lúc mà 6 giờ chiều như em nói thôi, là để cho nó ra vô để nó thải phân thêm thôi chứ cũng không có gì hết. Rồi